Hi, xin chào tất cả các bạn và cả nhà nghe. Rất vui được trở lại với kênh Hải 67 Vlog. Thì hôm nay Hải sẽ giới thiệu một sản phẩm đến từ ốc vít và bò lông con tán nữa. Thì trong thời gian tới Hải sẽ làm ra những cái sản phẩm này tiếp cho các bạn và cả nhà cùng xem. Thì mong tất cả các bạn và nhà ủng hộ mình nha. Tại vì trong thời gian qua mình bận rất là nhiều việc nên mình không có ra video nhiều. Mình chỉ quay ra sơ những vấn đề về cuộc sống quanh đời thường của Hải thôi. Thì thời gian tới Hải sẽ tiếp tục ra những video ốc vít con tán như thế này nữa cho các bạn và cả nhà cùng xem. Thì mong tất cả các bạn và nhà ủng hộ kênh của mình nha. Vì nếu mà thương Hải thì nhớ cho Hải một like và đăng ký kênh và để share ở đây giúp mình nha, để mình có những động lực ra những video tiếp theo nhiều hơn qua những video ốc vít như thế này nữa cho các bạn và nhà cùng xem nha. Thì mời tất cả các bạn thưởng thức cái video này. Thì cái video này thì nó làm từ những con ốc vít thôi, với những cái bạc đạn mình bỏ mình lụm về, với mình kiếm mấy con ốc bằng inox thì hoàn toàn là inox đó nha các bạn. Và cái bạc đạn thì mình làm ra một cái sản phẩm như thế này rất là đẹp, độc đáo và cực kỳ đẹp luôn. Thì hôm nay mà bạn đồng hành của mình nó là một chú gà con mới đẻ cũng cả tháng nữa các bạn, không biết cả tháng chưa nữa mình không nhớ, nhưng mà nó đẻ được có một con nên ấp con coi nó theo mình rất là chăm chỉ, nó theo mình nó rất là vui vẻ các bạn, nó hiền khô à, nó rất là ấy như theo mình nha các bạn. Thì mong cả nhà thì thấy cái sản phẩm này thì tôi hoàn toàn làm bằng inox hết nha các bạn. Thì cái hình này có nghĩa là các bạn có đoán cái hình này như thế nào rồi đó, mình không có nói cái hình này được, thì các bạn có nhìn thì đoán cái hình này là Hải làm hình gì nha, rất là đẹp và ngẫu hứng luôn. Thì những cái sản phẩm này mình có bán luôn nha các bạn, thì nếu các bạn thích thì nhớ để lại bình luận nha. Rồi những cái sản phẩm này mình để lên bàn rất là đẹp nha các bạn, chân rất là đẹp không bao giờ xét nha, nó là hoàn toàn làm bằng inox nha. Thì lần nữa mình sẽ sơn lên rất là đẹp, nên nó xét hay sơn những cái bạc đạn này kia thôi, còn ốc thì bằng inox nha các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, cực kỳ đẹp và thú vị luôn nha các bạn. Thì nếu mà thương mình thì nhớ cho mình một like và đăng ký kênh nha các bạn. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều nếu đã thương Hải trong thời gian qua. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nó con gà này. Cái video sau thì Hải quên quay đứng với thằng cái màn hình tên nó nhỏ, mong các bạn thông cảm nha. Đó. Thì hoàn toàn làm bằng cái nóc hết. Nó nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nhìn rất là thú vị, thì mong tất cả các bạn ở nhà đón nhận nha. Thì trong thời gian tới Hải sẽ ra những video như thế này tiếp nữa cho các bạn cùng xem. Thì các bạn nào có những ý tưởng thì nhớ để lại bình luận, và thì Hải sẽ làm theo những cái ý kiến của các bạn đóng góp cho kênh này phát triển hơn. Rất là đẹp các bạn. Thì cảm ơn nhà rất nhiều, hẹn cả nhà cho những video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha.